chương 18 Pháp một Khách tỳ kheo Thí Tôn ở tại nước xá vệ. Bây giờ có khách tỳ kheo không hỏi cựu tỳ kheo mà vào trong phòng trống. Rắn từ trên rơi xuống, bèn la lớn, rắn rắn. Tỳ kheo ở phòng bên cạnh nghe hỏi, Cái gì mà la lớn vậy? Vị kia nói rõ nhân duyên các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách tỳ kheo khách. Rồi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, đứng qua một bên. Đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, ha trách tỳ kheo khách. Ngươi làm điều phi pháp, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận làm việc không nên làm trước khi vào phòng trống sau không nói cho cựu tỳ kheo biết để cho rắn từ trên rơi xuống rồi la lớn rắn rắn là sau dùng vô số phương tiện ha trách rồi phật bảo các tỳ kheo từ nay về sau ta quy định chế pháp khách tỳ kheo cho tỳ kheo khách tỳ kheo khách nên tùy thuận theo pháp khách tỳ kheo phải tùy thuận như vậy. Nếu khách tỳ kheo muốn vào trong chùa, nên biết có tháp Phật, tháp Thanh Văn hay Thượng Tọa, nên cởi dép sách nơi tay. Có vị không đập vũ dép, nên khi sách làm bẩn tay. Đức Phật dạy, không nên không đập vũ mà sách, nên đập vũ. Đức Thế Tôn bảo đập vũ, vị kia đem đập vũ nơi gốc cây. Thọ thần hiềm trách, Đức Phật dạy, không nên đập dép nơi gốc cây, nên đập nơi hoàng đá, hoặc nơi đầu khúc cây, hoặc nơi bờ rào, hay hai chiếc đập vào nhau. Vị khách đến cửa, nên lấy tay đẩy cánh cửa ra. Cửa nếu có then khóa, thì nên mở. Nếu mở không được, thì nên gõ thông thả, khiến cho người bên trong nghe. Nếu họ không nghe, thì nên gõ mạnh. Nếu không mở được, thì nên giao y bác cho tỳ kheo thứ hai cầm, rồi đến nơi tường rào, tìm chỗ trèo vào bên trong để mở cửa. Vị kia đi bên tả của tháp, vị thần bảo hộ tháp giận. Đức Phật dạy, không nên đi bên tả, mà nên đi bên hữu của tháp. Vị khách tỳ kheo đến trong chùa, phải máng y nơi trụ cột, móc ngà voi hay giá của y, hoặc để y bác bên khe nước, nơi cây, nơi cục đá hay trên cỏ, rồi đến chỗ rửa chân. Nếu không có nước thì hỏi, chỗ nào có nước? Tùy theo vị kia nói chỗ nào có nước thì nên đến đó để lấy. Nên hỏi, nước có trùng hay không? Nếu nói có trùng mà loại trùng lớn thì làm trao động nước để nó tránh đi rồi lấy bình múc. Vị kia không rửa tay mà cầm bình lấy nước. Tỳ kheo khác thấy nhờm gớm đức phật dạy không nên không rửa tay mà cầm bình lấy nước cho phép lấy hai cánh tay ôm ngang bụng của bình hay lấy chéo y sâu qua quai bình vị kia đến chỗ có nước nên rửa tay cho sạch và lấy đầy nước để rửa chân vị kia dùng tay rửa chân nhúng vào nước tỳ kheo khát thấy gớm phật dạy không nên làm như vậy nên lấy một tay tạt nước một tay rửa chân Vị kia rửa chân bên hữu trước, bên tả sau. Đức Phật dạy: Nên rửa chân bên tả trước, rửa chân bên hữu sau. Vị ấy không lau dép mà mang nên làm bẩn y. Đức Phật dạy: Không nên không lau dép mà mang, phải lau rồi mới mang. Vị kia không đợi chân khô mang dép vào nên bị hư mục. Phật dạy: Không nên làm như vậy phải đợi chân khô nước rồi mới mang dép. Khách tỳ kheo nên hỏi, tôi có chừng ấy tuổi hạ, có phòng dành cho tôi không? Vị tri khách nên trả lời, có. Vị khách hỏi, phòng này có người nào ở hay chưa? Nếu nói không có người ở, thì nên hỏi, có ngọa cụ hay không? Nếu nói có, thì nên hỏi, có chăng hay không có chăng? nếu nói có thì nên hỏi có lợi dưỡng hay không nếu nói có lợi dưỡng thì nên hỏi có đồ dùng hay không nếu nói có thì hỏi có y của phòng hay không nếu nói có thì hỏi có phước nhiêu hay không nếu nói có mà cần lấy thì nên nói tôi muốn lấy vị kia đến phòng nên đẩy cánh cửa ra nếu có then khóa thì nên mở vị kia mở cửa rồi tay nên cầm hai má cửa thò đầu vào trong phòng xem coi có rắn có đập trùng hay không nếu có thì đuổi nó ra chứ đừng để vị kia khi vào trong phòng rồi thì nên trải giường nệm ngọa cụ gối chăn chiên trải trên đất nếu trải trên gỗ trên ván hay trên đất thì nên biết rõ mặt trong mặt ngoài quét sạch phòng dọn rác và đất trước hết nên tìm chỗ nào bỏ được thì bỏ nếu lượm được kim chỉ dao con hoặc đồ hư cũ cho đến một viên thuốc nên để vào một chỗ nếu có chủ biết họ sẽ đến lấy vị kia nên lau quét những nơi như khe cửa cây trụ móc ngà voi giá máng y nếu vách bị lỡ hư hoặc hang chuột nên trét thì trét nếu nền đất không bằng phẳng thì nên dùng bùn đất tu bổ cho bằng rưới nước cho sạch lấy đồ trải dưới đất đập vũ phơi khô rồi đem vào phòng trước đây trải không tốt thì nên trải lại nếu trước đã trải tốt thì trải lại như cũ đem đồ kê giường ra lau chùi cho sạch rồi đem vào quét giường cho sạch đập vũ rồi đem vào trong phòng để lên trên đồ kê lấy ngọa cụ, gối, chăn chiên đập vũ cho sạch, trải lên trên giường dây. Y thường mặc, y không thường mặc, vị kia để chung một chỗ. Khi lấy y thường để mặc, nhầm lẫn với các y khác. Đức Phật dạy, y thường mặc nên để riêng một chỗ. Vị kia dùng cái đẩy đựng bát, đẩy đựng dép, ống đựng kim chỉ, đồ đựng dầu để chung chỗ. Các tỳ kheo khác gớm Đức Phật dạy, không nên để chung như vậy, mỗi thứ nên để chỗ riêng. Trước khi vào phòng, nên quay khung cửa cao hay thấp rồi hãy đóng. Khi ra khỏi phòng, nên xem coi bốn phía vách có đất bụi hay không. Nếu có đất bụi, nên dội nước quét dọn rồi mới đi. Nên lấy cái ghế rửa sạch. Nên chuẩn bị đủ bình nước sạch, bình rửa, đồ đựng nước uống. Nên hỏi chỗ nào là chỗ đại tiện chỗ nào là chỗ tiểu tiện chỗ nào là tịnh địa chỗ nào bất tịnh địa tháp phật là tháp nào tháp nào là tháp thanh văn phòng nào là phòng đệ nhất thượng tọa phòng nào là phòng đệ nhị đệ tam đệ tứ thượng tọa vị kia nên kính lễ tháp của phật trước rồi lễ tháp của thanh văn bốn thượng tọa tùy theo thứ tự mà kính lễ vị kia nắm cản chân mà lễ, không nên nắm cản chân mà lễ. Có vị nắm đầu gối mà lễ, không nên nắm đầu gối kính lễ. Có vị lật ngược y, quấn y nơi cổ, trùm đầu, dùng y phủ cả hai vai, mang dép mà hành lễ. Đức Phật dạy, những kiểu như trên không nên làm. Từ nay về sau, quy định để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất nắm hai gót chân nói như vậy thưa đại đức con xin kính lễ bốn vị thượng tọa tư duy trong phòng nên tùy theo cấp bậc mà kính lễ vị kia nên hỏi chỗ nào là chỗ đại thực tiểu thực của chúng tăng chỗ nhóm họp chỗ thuyết giới ở đâu vị nào được tăng sai đi thọ thực đàn việt có dân thức ăn vào ngày mùng một mồng tám mười lăm không đàn việt có thỉnh theo thứ tự đến chỗ nào thọ thực không lại hỏi ngày mai có đàn việt nào mời chúng tăng thọ đại thực hay tiểu thực không có đàn việt nào bị tăng tác pháp phúc bác không nhà nào là học gia chỗ nào có chó dữ chỗ nào là có người tốt chỗ nào là có người xấu từ nay về sau ta quy định phép tắc cho khách tỳ kheo. Khách tỳ kheo nên tùy thuận. Nếu không tùy thuận, nên như pháp trị. 2. Cựu tỳ kheo Từ nay về sau, ta quy định phép tắc cho cựu tỳ kheo. Cựu tỳ kheo phải tùy thuận. Phải tùy thuận như vậy. Cựu tỳ kheo nghe có khách tỳ kheo đến, nên ra ngoài nghinh đoán, rước y bác, rồi đem để hoặc có nhà tắm, trên gác hoặc chỗ đi kinh hành. Mời khách tỳ kheo ngồi, đưa nước rửa chân, đồ đựng nước, khăn lau chân. Sách dùm dép để phía bên trái, đừng để dính bùng bẩn. Nếu dính bùng bẩn, nên dời đến chỗ khác. Vị kia vì khách tỳ kheo rửa chân rồi, nên thu dọn đồ rửa chân để lại chỗ cũ. Và nên hỏi, trưởng lão có uống nước không? nếu nói cần uống nước thì vị kia nên đem bình lấy nước. Vị kia không rửa tay mà cầm bình, các tỳ kheo gớm, nên hai tay ôm bình bát hay lấy chéo y móc vào cái quay. Đến chỗ múc nước, rửa tay cho sạch. Nếu là nước ao, nước dòng, thì nên lấy tay, khỏa bỏ nước trên mặt, múc nước sạch ở dưới. Vị kia gánh nước giữa trưa, nước bị nóng. Đức Phật dạy, nên lấy cỏ hay lá cây phủ lên trên rồi gánh đi. Vị kia không rửa sạch lá bằng nước, Đức Phật bảo nên rửa sạch. Vị kia uống rồi không rửa tách, mời người uống, mời tỳ kheo, tỳ kheo gớm. Phật dạy, nên rửa rồi mới đưa cho người khác. Vị kia vừa đưa nước vừa nói, nước miếng văng vào trong nước. Đức Phật dạy, không nên vừa bưng nước vừa nói như vậy nếu cần nói nên quay mặt đi mà nói. Vị kia không rửa đồ mà đem cất, các tỳ kheo thấy gớm. Phật dạy, không nên như vậy. Vị kia nên hỏi, đại đức trưởng lão bao nhiêu tuổi? Nếu khách tỳ kheo nói, tôi chừng ấy tuổi, thì nên theo đó mà chỉ dẫn. Thầy nghĩ phòng này, đây là giường dây, giường cây, nệm, gối, chăn chiên, Đồ trại dưới đất, đây là ống nhổ, đây là đồ tiểu tiện, đây là chỗ đại tiện. Đây là chỗ tiểu tiện, đây là tịnh xứ, đây là bất tịnh xứ, đây là tháp Phật, đây là tháp thanh văn, đây là phòng của đệ nhất thượng tọa, đây là phòng của đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thượng tọa. Đây là chỗ đại thực, tiểu thực của chúng tăng. Đây là chỗ ban đêm họp, đây là chỗ bố tát, tăng sai thọ thực cho đến chỗ nào đàn việc nào thỉnh tăng thọ đại thực tiểu thực vào sáng mai nhà nào tăng tác pháp phúc bát nhà nào là học gia nhà nào có chó dữ chỗ nào tốt chỗ nào xấu nay ta vì cựu tỳ kheo quy định phép tắc cựu tỳ kheo nên tùy thuận nếu không tùy thuận thì nên như pháp trị ba vệ sinh Thế Tôn ở tại thành Vương Xá. Bấy giờ tại Vương Xá có bà La Môn xuất gia làm tỳ kheo, rất nhòm gớm đồ đại tiểu tiện của chính mình, nên dùng cỏ sắc bén lau chùi, thương tổn thân thể, sanh ghẻ, chảy máu bẩn thân, bẩn y, bẩn ngọa cụ, bẩn giường. Các tỳ kheo hỏi, trưởng lão có bệnh gì? Vị kia nói rõ nhân duyên. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách bà La Môn xuất gia làm tỳ kheo rằng Tại sao lại nhờm gớm đồ đại tiểu tiện của chính mình, dùng cỏ sắc bén để lao chùi, làm thương tổn thân thể, chảy máu bẩn thân, bẩn y, bẩn ngoạ cụ, bẩn giường. Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên. Đem việc này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, ha trách tỳ kheo kia rằng, Ngươi làm điều sai quý, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Này bà la môn xuất gia làm tỳ kheo, sau ngươi lại nhờm gớm đồ đại tiểu tiện của mình, dùng cỏ sắc bén chùi, gây tổn thương thân thể, chảy máu mũ bẩn thân, bẩn y, bẩn ngoạ cụ, bẩn giường. Dùng vô số phương tiện ha trách rồi, Phật bảo các tỳ kheo. Từ nay về sau, ta vì tỳ kheo quy định Pháp đến nhà xí. Các tỳ kheo nên tùy thuận Pháp này. Nên tùy thuận như vậy, không nên nín lâu đại tiểu tiện, khi đi nên cầm cỏ để chùi. Có vị là hạ tọa đi trước thượng tọa, hoặc vừa nói vừa đi hoặc đi trước, hoặc đi sau, lật ngược y, hoặc quấn y nơi cổ, hoặc lấy trùm đầu, hoặc mang dép. Đức Phật dạy, không được như vậy. Nếu đi trước, thì được phép đi trước. Đến bên ngoài nhà xí, nên búng tay hay tằng hắn, để cho có người hay phi nhân biết. Đến nhà xí, chỉ mặc áo lót bên trong. Y máng nơi trục cây, cọc ngà voi, giá móc y, hoặc bên bờ nước, cỏ cây, đá. Có cỏ thì để y nơi đó. Nếu sợ mưa ướt thì nên để chỗ không mưa. Nếu bị mưa, gió tạt ướt y thì cho phép cầm y nơi tay theo chiều dọc. Đừng để vướng nơi hố xí. Đặt gót chân vững chắc hai bên. Trước khi lên hố xí, nên xem có rắn, rít, bò cạp, vân vân. Nếu có thì đuổi ra có vị chưa ngồi xong, vén y lên lộ hình. Đức Phật dạy, không nên làm như vậy, nên vừa ngồi xóm, vừa từ từ vén y. Ngồi xóm xong, nên xem kỹ lại, đừng để bàn chân trước gần hai bên, khiến đại tiểu tiện hay khạc nhổ bẩn lộ xí. Có vị rặn lớn tiếng, khiến các tỳ kheo nghe cảm thấy gớm. Đức Phật dạy, không nên rặn như vậy có vị khi đại tiện bất ngờ phát ra tiếng nghi có tội phật dạy không phạm có vị ở trong hố xí nhâm dương chi hoặc ngủ hay nhập định đức phật dạy không nên như vậy có vị nghi không dám trên nước trong hố xí đại tiểu tiện đức phật dạy không phạm có vị không dùng cỏ để chùi mà đứng dậy bẩn thân, bẩn y, bẩn ngọa cụ. Đức Phật dạy, nên dùng cỏ để chùi, sau đó mới đứng dậy. Đức Thế Tôn dạy tiếp, cho phép dùng cỏ để chùi. Có vị dùng cỏ quá dài để chùi. Đức Phật dạy, không nên dùng cỏ quá dài. Dài nhất là một gan tay mà thôi. Có vị dùng cỏ xoa kỳ làm que xí, lá cây tạp, vỏ khô cục phân bò để chùi. Đức Phật dạy, không nên dùng như vậy. Có vị dùng cỏ ngắn quá để chùi nên bẩn tay. Phật dạy, không nên dùng cỏ quá ngắn như vậy. Ngắn lắm là phải dài bằng bốn ngón tay. Có vị dùng cỏ không đập vũ, nơi cỏ dính phân. Các tỳ kheo thấy gớm. Đức Phật dạy, không nên dùng như vậy có vị để thứ cỏ dùng rồi và chưa dùng chung một chỗ. Khi lấy bị bẩn tay, Phật dạy nên để riêng. Có vị vừa chùi xong liền đứng dậy, lộ hình. Đức Phật dạy, không nên đứng dậy gấp như vậy, nên đứng dậy từ từ và hạ y xuống. Khi đến chỗ tẩy tịnh, nên búng ngón tay, khiến cho người hoặc phi nhân biết. Đến chỗ tẩy tịnh, phải xem coi nếu có rắn, rít, đập trùng, nên đuổi nó ra. Có vị vén y trước, sau đó mới ngồi, bị lộ hình. Đức Phật dạy, không nên như vậy. Có vị rửa trong đồ chứa nước, các tỳ kheo thấy gớm. Đức Phật dạy, không nên như vậy. Có vị dùng nước rửa, khua động có tiếng, tỳ kheo khác nghe gớm. Đức Phật dạy, không nên như vậy. Có vị dùng hết nước, Đức Phật dạy, Không nên dùng hết như vậy, Phải để lại ít nhất vừa đủ một người rửa. Có vị rửa rồi, Không gạt hết nước trên mình, Khiến nước làm bẩn y bẩn thân. Đức Phật dạy, Không nên như vậy, Nên gạt hết nước, Hoặc lấy tay, Hoặc lá, Hay đồ cũ mà lau. Nếu tay bị hôi thối, Nên rửa. Nếu dùng đất bụng, Cho, Bùng, phân bò để rửa mà vẫn thối thì nên mài trên đá hoặc vách tường hay dùng bột tháo đậu để rửa. Có vị không sổ y xuống mà đứng dậy lộ hình. Đức Phật dạy, không nên như vậy, nên từ từ hạ y xuống rồi mới đứng dậy. Có vị thấy đồ đựng nước rửa hết nước mà không múc nước đổ vào. Phật dạy, không nên không múc nước đổ vào có vị trước nhà xí thọ kinh tụng kinh kinh hành mây y trở ngại sự đại tiểu tiện của các tỳ kheo khác đức phật dạy không nên làm như vậy có vị ở bên hố xí tụng kinh thọ kinh kinh hành mây y tỳ kheo khác thấy gớm phật dạy không nên làm như vậy có vị thấy trên hố xí có rác rưới mà không dọn dẹp đức phật dạy thấy rác rưới nên dọn dẹp. Nay ta vì các tỳ kheo quy định pháp đại tiểu tiện, các tỳ kheo nên tùy thuận. Nếu ai không tùy thuận, sẽ như pháp trị. 4. Khất thực Thế Tôn ở tại nước xá vệ, bấy giờ có một tỳ kheo khất thực, tuổi còn nhỏ, không hiểu biết, không xem hình tướng của cửa ngõ, vội bước vào trong nhà có người nữ đang ngủ người nữ kia lộ hình đang nằm ngửa ngủ vật không sạch tiết ra nơi nữ căn tỳ kheo thấy hổ thẹn sợ hoảng liền bỏ chạy trở ra lại tỳ kheo vừa chạy ra khỏi nhà thì người chồng từ ngoài về nhà thấy vợ mình lộ hình nằm ngửa ngủ vật bất tịnh tiết ra bẩn thân liền khởi lên ý nghĩ vợ ta nằm ngửa ngủ vật bất tịnh tiết ra bẩn thân mà tỳ kheo kia từ trong nhà gấp gáp chạy ra chắc là đã phạm đến vợ ta ông liền đuổi theo tỳ kheo và hỏi ông phạm vợ tôi rồi chạy phải không tỳ kheo kia nói cư sĩ đừng nói lời như vậy tôi không hề làm chuyện ý cư sĩ nói ông từ trong nhà tôi đi ra tại sao nói không làm chuyện ý cư sĩ liền đánh tỳ kheo đến gần chết bấy giờ các tỳ kheo nghe trong đó có vị thiểu dục tri túc sống khổ hạnh ưa học giới biết hổ thẹn hiềm trách tỳ kheo khất thực kia tỳ kheo khất thực tuổi trẻ không biết gì sau không để ý hình tướng cửa ngõ lại vào trong nhà người có nữ nhân đang ngủ bấy giờ các tỳ kheo đến chỗ đức thế tôn đảnh lễ dưới chân rồi ngồi lui qua một bên đem nhân duyên này trình bày đầy đủ với đức phật đức phật dùng nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo khiển trách tỳ kheo khất thực ông làm điều phi pháp phá oai nghi chẳng phải sa môn chẳng phải tịnh hạnh chẳng phải hạnh tùy thuận làm điều không nên làm này tỳ kheo khất thực tuổi nhỏ không biết gì sau không xem xét tướng cửa ngõ vào trong nhà người có nữ nhân đang ngủ. Dùng vô số phương tiện ha trách rồi, Đức Phật bảo các tỳ kheo. Từ nay về sau, ta vì tỳ kheo khất thực, chế định phép tắt khất thực. Tỳ kheo nên tùy thuận như vậy. Nếu tỳ kheo khất thực, vào thôn khất thực, sáng sớm rửa tay sạch, đến chỗ giá máng y, một tay dở y lên, một tay kéo lấy, trương y ra, đập vũ, xem coi đừng để rắn rít ở trong ý sau đó mới khoác vào buộc dây lưng tăng kỳ chi uất đa la tăng cũng trương ra đập vũ rồi khoát xếp tăng già lê đội lên đầu hoặc phủ trên vai rửa sạch bát để vào trong đẩy hoặc dùng khăn tay gói hay để trong đẩy đựng bát cất áo lót rửa chân cất dép chăn chiên lấy guốc dép đi đường tỳ kheo nên cầm then cửa đi ra khỏi phòng đóng cửa lại xô thử nếu không chắc thì đóng lại nếu chắc thì buộc dây phía trong rồi nhìn xung quanh không có người thì giấu cái móc khóa nếu có người thấy thì cầm đi rồi tìm chỗ chắc chắn để cất trên đường đi thường tư duy thiện pháp gặp người nên hỏi chào thiện lai nếu gần đến tụ lạc thì tạm đứng qua một bên đường để bình bác xuống đất, lấy tăng già lê trương ra đập vũ, sau đó mới mặc. Bên cạnh thôn, nếu có tiệm bán đồ dùng hay có nhà, có thợ thuyền, thì cởi quốc dép đi đường gửi nơi đó. Khi vào xóm, nên xem xét tình hình ngõ hẻm, nơi chỗ trống, nơi nhóm chợ, nơi cổng chợ, hình tướng của xóm làng. Khi vào nhà Bạch Y, thì nên để ý hình tướng của cửa thứ nhất cho đến cửa thứ bảy. Có tỳ kheo khất thực vào trong nhà người gió thổi y tuột khỏi vai. Vị kia sửa lại y ngay trước mặt người nữ. Đức Phật dạy, không nên sửa lại y ngay trước mặt người nữ mà phải quay vào vách. Có tỳ kheo khất thực, tay bên hữu bưng bát, tay bên tả nắm cây gậy, bị lộ hình. Đức Phật dạy, không nên như vậy nên bưng bát tay bên tả, còn tay bên hữu nắm gậy. Có tỳ kheo khất thực đứng giữa đường, khiến cho nam nữ phải tránh đường. Các cư sĩ thấy cơ hiềm. Sa môn thích tử không biết hổ thẹn, không có yểm túc, mà tự nói tôi biết chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy, trong khi đứng giữa đường, khiến cho nam nữ phải tránh. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, Tỳ kheo khất thực không nên đứng giữa đường. Khi Đức Thế Tôn dạy không nên đứng giữa đường, có vị lại đứng chỗ vắng. Đức Phật dạy không nên đứng như vậy, nên đứng chỗ có người thấy. Có tỳ kheo khất thực đến nhà người, chủ nhà đem thức ăn ra, liền vội bước đến trước để nhận. Các cư sĩ thấy cơ hiềm. Sa môn thích tử không biết yểm túc mà tự nói tôi biết chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy, bước tới vội vã để nhận thức ăn giống như chết đói. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, tỳ kheo khất thực không nên nhận thức ăn như vậy. Hoặc có người nữ, người bệnh, người có thai, người bồng con, hoặc trời mưa, hoặc người ấy hai tay cầm đồ vật, hoặc đất bị bùng nước, nên gọi tỳ kheo đến, tỳ kheo nghi không dám bước đến trước để nhận đức phật dạy nếu họ gọi thì nên đến để nhận có tỳ kheo khất thực nhận được cơm khô bột bánh thịt cá để chung một chỗ tỳ kheo khác thấy gớm đức phật dạy không nên để chung lại một chỗ như vậy nếu chỉ có một cái bát thì nên dùng vật ngăn ra hoặc lá cây hay vỏ cây hoặc dùng kiền tỳ hoặc bát vừa hay bát nhỏ để đựng bột bánh thì nên lấy khăn tay gói lại. Có tỳ kheo khất thực đến nơi đại gia khất thực, cư sĩ thấy cơ hiềm nói, sa môn thích tử không biết yểm túc mà tự nói tôi biết chánh pháp, nhưng có chánh pháp nào như vậy? Trong khi đến đại gia khất thực, tự như lúc mất mùa đói kém. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không nên lựa đại gia nhà giàu mà khất thực nên theo thứ tự mà xin, không được lựa chọn như vậy. Có tỳ kheo khất thực, nài nỉ xin cho được mới đi. Các cư sĩ thấy vậy cơ hiềm nói. Sa môn thích tử không biết hổ thẹn, không có yểm túc, mà tự nói tôi biết chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy, trong khi đến người cưỡng ép xin cho được mới đi. Giống như lúc cơm gạo khan hiếm. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên làm như vậy. Nếu biết sẽ được thì nên đợi. Tỳ kheo khi quay về nên để ý cửa thứ nhất, cho đến tướng của đống rác, ra khỏi thôn đến lấy đôi guốc đi đường để mang, để bình bát bên đường xếp tăng già lê vắt lên vai hoặc đội trên đầu. Khi đi đường nên tư duy thiện pháp, nếu gặp người nên nói thiện lai để chào hỏi. Tỳ kheo khất thực kia đối với chỗ thường ngồi để ăn nên đến quét cho sạch rưới nước đồ đựng nước đồ đựng thức ăn thừa ghế ngồi hòn đá rửa chân vật chùi chân khăn lau đâu vào đó thấy tỳ kheo khất thực khác đến nên đứng dậy ra ngoài đón rước bưng bình bát để vào chỗ để bát hay treo lên lấy y trương ra xem đừng để đất bụi bùn chim làm bẩn nếu có bẩn cần lau thì phải lau cần vuốt thì vuốt cần đập vũ thì đập vũ cần giặt thì giặt giặt rồi vắt nước phơi khô để trên giường dây giường cây vị kia nên mời tỳ kheo khất thực ngồi đưa đồ đựng nước đưa nước đưa đá rửa chân khăn lau chân lấy guốc dép để bên tả đừng để chỗ bùn bẩn nước văng nếu có nước văng nên dời đến chỗ khác vị kia vì tỳ kheo khất thực rửa chân rồi nên đem đồ đựng nước đá rửa chân các vật hoàn lại chỗ cũ nên dùng tháo đậu rửa tay cho sạch rồi trao nước cho tỳ kheo khất thực kế đó trao thức ăn cho họ khi vị ấy ăn nên cung cấp các thứ cần dùng nếu có nước sữa đông nước sữa trong giấm hoặc muối hay rau thì nên trao cho vị ấy nếu trời nóng thì nên quạt Cần nước nên đưa nước. Nếu gần quá nửa ngày thì nên cùng ăn. Tỳ kheo khất thực ăn rồi nên lấy bát mời rửa tay. Mình ăn xong còn thừa thức ăn nên cho người, hoặc phi nhân, hoặc đổ chỗ đất không có cỏ hay chỗ nước không trùng, rửa đồ đựng thức ăn dư để lại chỗ cũ. Nên để ghế ngồi, ghế rửa chân, đồ đựng nước, các vật trở lại chỗ cũ quét dọn chỗ ngồi ăn cho sạch. Có vị dùng bát đựng thức ăn dơ bị loại bỏ, tỳ kheo khác thấy, thấy đều gớm. Đức Phật dạy, không nên dùng bát để loại bỏ đồ dơ, nên dùng cái mâm để rửa hay lau quét. Bình bát thì để cho thanh khiết thọ trì. Bây giờ có số đông tỳ kheo khất thực cùng ăn chung một chỗ, có con chó có chữa thấy đồ ăn muốn ăn mà ăn không được vì đói nên thai bị trụy tỳ kheo bạch phật đức phật dạy khi ăn nếu có người hay phi nhân nên cho ăn cho đến dù chỉ một vắt cơm nay ta vì tỳ kheo khất thực quy định pháp thức nên tùy thuận nếu không tùy thuận thì sẽ như pháp trị